Dạ hello cả nhà, dạ em Đậu Bồng Đen đây. Ngày hôm nay thì em xin cập nhật tiếp cái những bé chó lò mổ về cả nhà. Thì có hai bé bông lớn với bé vàng rồi đó. Khỏe thì mình cho nó ra ngoài rồi ha. Đây đây là những cái bé chó mà chưa ổn nè, nó còn ở trong đây nè. Đó. Thì tối nay là chết hết một đứa. Đây. Đó. Đó. Đi ra máu chết đó cả nhà. Thì qua Hồng Đen cũng cập nhật tiếp. Hay, những cái bé trong đây là đó, những bé cứu về cả nhà. Em ơi. Có con chó trắng ở đâu ạ? Chó trắng ở em đây là gì ạ? Đây là những bé ở lò mổ về ha cả nhà. Thì những đứa nào chưa ổn thì mình vẫn giữ ở trong này để gì vậy? Đây cả nhà, thì những bé này chưa ổn là mình chưa cho ra, tại vì những bé này nó ăn ít lắm, với lại nó chưa có ổn định đó. Mình vẫn tiếp tục theo dõi, vẫn tiêm thuốc ha. Thì tình hình là bây giờ là mất hết một bé rồi nè. Thì qua Hồng Đen cũng cập nhật lên để cho cả nhà mình theo dõi. Đó. Bé này nó ốm, nó ốm nó ở nhà xong rồi nó mới đi ra máu á. Đó. Đây, còn những bé này thì vẫn tiếp tục theo dõi ha cả nhà. Đây. Bé nào ổn thì mình đem nó ra ngoài. Những bé này còn rất ốm luôn cả nhà. Đây, đó. Nó cứ ủ rũ vậy nè, nó buồn. Đó. Đó thì qua Hồng Đen cũng cập nhật lên cho tất cả những anh chị mà đang theo dõi kênh của Hồng Đen đó, cũng như là mạnh thường quân người xa trong và ngoài nước, những người mà yêu thương các bé cũng như là những người đóng góp cho các bé, thì con đang cập nhật lên để cho mấy anh chị hiểu là tình hình là cứu các bé về là như thế nào đó. Thì vẫn là cái căn phòng này qua Hồng Đen vẫn để cho các bé lò mổ về ha. Bé nào ổn định thật sự thì qua Hồng Đen cho ra ngoài tiêm ngừa đàng hoàng đó. Bé nào mất thì qua Hồng Đen cập nhật lên nè để cho cả nhà mình thấy. Trong căn phòng này là vẫn là phòng cách ly của các bé, không có cho ra ngoài được đó. Như là mọi người vẫn thấy ở trên màn hình thì các bé vẫn còn ốm lắm, chưa có ổn định ha. Mà mới vừa dọn dẹp xong thì lát nữa em nó sẽ sắp xếp giường để cho các bé ngủ. Thì qua Hồng Đen cập nhật lên để cho cả nhà mình biết là tình hình là có một bé là xấu số là đã mất rồi. Rồi qua Hồng Đen cảm ơn tất cả các anh chị, những người yêu thương chó mèo, những người luôn quan tâm quá em ấm qua Hồng Đen, cũng như là yêu thương tin tưởng qua Hồng Đen, cũng như là những người mà luôn góp sức cho máy ấm, cũng như những người quan tâm lo lắng cho máy ấm. Thì qua Hồng Đen cũng cập nhật tin tức lên để cho tất cả các anh chị có thể biết được cái hoàn cảnh của trạm như thế nào, và các bé nào còn bé nào mất thì qua Hồng Đen sẽ cập nhật lên để không có những thắc mắc. Tại vì trước đây thì qua Hồng Đen không cập nhật là vấn đề là mình không muốn làm đau lòng Mạnh Thường Quân á, là những người mà đã bỏ tiền ra cứu xong rồi giống như là hay tin bé mất như vậy á, Mạnh Thường Quân sẽ buồn cũng như là làm tổn thương những người yêu thương chó mèo. Sau những cái lùm xùm đó thì có một số người á không thấy mình đăng lên những cái bé mất á, thì bảo là mình là mua xong rồi bán lại lò mổ này kia, có những tin tức không hay á, thì kể từ giờ là qua Hồng Đen sẽ cập nhật hết lên tất cả bé mất luôn. Thì với cái điều này thì qua Hồng Đen xin lỗi trước, xin lỗi tất cả các anh chị yêu thương chó mèo cũng như là Mạnh Thường Quân gần xa. Khi mà qua Hồng Đen đưa lên những cái hình ảnh như thế này lên thì mong rằng cả nhà mình nó hiểu cho qua Hồng Đen và thông cảm. Cái gì mà lao bà vậy? Các anh chị thông cảm, bây giờ này là giờ ông xã của Hồng Đen chích thuốc cho các bé đó, cho nên là các bé la hơi ồn, mong là các anh chị thông cảm giùm. Thật ra thì qua Hồng Đen cũng không có muốn đưa lên những cái hình ảnh này đâu, làm đau lòng những người yêu thương động vật khi mà chứng kiến bé như thế này, nhưng mà không đưa lên đó thì nó thiếu đi cái sự minh bạch đó. Rồi á, những kẻ xấu á họ lợi dụng vào những cái vấn đề này á, họ
đông họp này kia làm hoang mang mạnh thường quân gần xa, cho nên là quan đang mới cập nhật lên đó. Giờ tình hình là một bé mất rồi đó. Ra con đi ra đó. Rồi anh ơi, lấy bé ra đi anh. Đó, ngày hôm nay thì máy ấm của Quan Hồng Đen cũng đang phân chia nè, đó, đang cắt khu để cho các bé nè, phân chia các bé ra. Tại vì nói chung thì cái khuôn viên thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình cứu về thì mình phải sắp xếp cho các bé để bé lớn ra bé lớn, bé nhỏ ra bé nhỏ, để nó không cắn nhau, để nó không không phải là làm bị thương nhau mà. Giờ này là giờ chích thuốc cho nên nó cũng hơi ồn á, mong các anh chị thông cảm. Đây. Bên đây là mấy bé nhỏ nè, mấy bé nhật rồi nè, cho nó dễ á. Rồi, Quang Đen cảm ơn tất cả các anh chị, những người luôn theo dõi kênh ha. Thì Quang Đen sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của máy ấm vào những cái video sau. Mong rằng các anh chị sẽ ủng hộ theo dõi kênh, như là ủng hộ Quang Đen ha. Quang Đen cảm ơn và chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe.